Tuyết Nga xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả của đài truyền hình IBC đang đến với chương trình Tìm hiểu về Đề-ốc cùng với Bảo Khanh và Tuyết Nga. Hy vọng rằng qua chương trình này, với những thông tin mà chúng tôi đã tìm hiểu cũng như là một số những tư vấn gửi đến cho quý khách hàng thông qua những câu hỏi của quý vị đã tin tưởng Bảo Khanh và Tuyết Nga đã gửi đến liên tục trong thời gian vừa qua, sẽ mang đến rất nhiều những thông tin hữu ích cho quý vị trong việc tìm và mua một căn nhà an cư lạc nghiệp cho mình và những người thân yêu. Tuyết Nga xin chào chị Bảo Khanh. Bảo Khanh xin thân ái kính chào quý vị khán giả và chào Tuyết Nga. Dạ. Trong show tuần trước đó, thì chúng tôi có đọc cho quý vị nghe một cái bản tin liên quan tới Fed đã tăng lãi suất 0.75 điểm lần thứ 3 trong năm nay với lý do là để giảm lạm phát. Thì có nhiều quý vị đã đặt ra câu hỏi là lãi suất mà tăng liên tục như vậy thì liệu nó có giảm hay không, là có cái cách nào để mình biết hay không, hay là có cái tin tức nào liên quan gì tới cái vấn đề mà lãi suất hay không. Thì hôm nay chúng tôi có một cái bản tin muốn chia sẻ cho quý vị. Bản tin này đến từ cũng là Fed luôn thưa quý vị. Mời chị Bảo Khanh chia sẻ cho quý khán giả và quý khách hàng. Dạ đúng rồi, thưa quý vị, thì bởi vì tình trạng lạm phát tăng quá cao rồi, nhà nó cũng đã lên, giống như là nhà nước, chính phủ muốn điều chỉnh lại cái giá nhà đó quý vị. Thành ra là Fed đã đưa ra một cái chương trình tăng lãi suất, mà cũng có một cái chương trình tính là sẽ phải đến ngày đến giờ nào đó cũng phải giảm thôi, chứ không thể nào mà cứ tăng hoài được. Thì vào hôm thứ Tư á, thì Cục Dự trữ của Liên bang cũng đã cho biết á, là thị trường nhà ở Hoa Kỳ đó là cần phải trải qua một đợt điều chỉnh sau một thời gian dài mà giá nhà đã tăng một cách không thể nào kiểm soát được. Thì sau khi quyết định của Fed về việc tăng lãi suất á, một lần nữa là 75 điểm kênh cơ bản á, thì nó cũng tạo ra được một cái sự cân bằng lớn. Giá nhà ở một mức độ là tăng nhanh một cách không bền vững, thì về lâu về dài á, sẽ cần điều chỉnh cái cung và cái cầu liên kết với tốt hơn về giá cả để tăng ở một mức hợp lý thôi. Bởi vì lạm phát thế này tăng quá, thành ra những người mua nhà không thể nào mua được. Tại vì Tuyết Nga biết không, lương thì tăng được bao nhiêu mà tiền lời thì lại quá tăng. Tại vì một người hồi xưa quý vị chỉ cần làm cỡ 70.000 một năm, 800.000 năm là có thể mua một căn nhà rồi. Hồi trước nhưng mà là... bây giờ thì không có đúng khả năng rồi, nữa. Đúng rồi. Hồi xưa chỉ cần một người trong gia đình đi làm là có thể mua nhà. Nói hồi xưa nuôi... chứ thực ra chỉ cần 2018-19 thôi. Dạ, nuôi gia đình đó. Tại vì có nhiều người phụ nữ lúc đó mới ở nhà làm housewife đó. Tại vì chồng một người đi làm thôi, một cái income thôi là có thể ra đâu mua nhà liền. Và quý vị cũng để ý là cái cách xây nhà của người Hoa Kỳ á, cứ 3 phòng ngủ 2 phòng tắm. Cứ như vậy, đa số những cái nhà single house 3 phòng ngủ 2 phòng tắm là cái tiêu biểu, cái chung đó là grand, trung bình nhất, tức là tôi nghĩ là một vợ chồng đúng là rồi, có hai đứa con trung bình đó, là lúc nào cũng vậy. Phòng ngủ, phòng tắm. Hoặc là 2 phòng ngủ 2 phòng tắm, đó là chung như vậy, là tại vì hệ lớn lên ra, lập gia đình là bắt đầu ra riêng, tại vì có job là bắt đầu ra riêng mua một căn nhà là vợ chồng con cái, rồi lớn lên là cứ có job là ra riêng cứ mua vợ chồng con cái. Nhưng mà càng về sau này quý vị thấy đất chật nhà đông, lại tiền là đồng tiền thì rất giá, mà giá nhà thì là tăng lên, cho nên mới xuất hiện những cái trường hợp là 3-4 gia đình có thể ở chung một cái căn nhà, một cái household bằng cách là mình share phòng nè, hoặc là bằng cách là xây thêm ADU nè, xin convert garage thành ADU, hoặc là xây thêm một cái unit ở backyard vân vân. Là tại vì bây giờ cái nhu cầu để mà ở nó nhiều hơn là cái cung, tức là cái cung thì ít mà cái cầu thì nhiều, cho nên nó đẩy cái giá nhà lên rất là cao. Mà tiền lời nó còn cao nữa thì tất nhiên là rất khó cho những người mua nhà. Thành thử ra khi mà Fed nó tăng lãi suất thì họ cũng phải có một cái sự hứa hẹn, giống như bây giờ tăng để mà giảm lạm phát thôi, tới khi ổn định rồi thì chúng tôi sẽ giảm xuống, kiểu vậy. Thì đúng rồi. Dạ, thành ra ở đây nè, các quan chức của Dự trữ Liên bang á, dự báo lãi suất sẽ có thể đạt được 4.4% vào cuối năm nay và 4.6% vào năm 2023. Nghe nói vậy, nhưng mà nhiều người nói, ủa sao cô cứ nói là 4 chấm mấy, nhưng mà sau khi gọi điện thoại muốn làm loan thì toàn là 7-8 chấm. Thực sự cái này là lãi suất của Federal đưa ra, mà lender nó phải có nó cái khác, margin đúng của rồi, nó. Đúng rồi. Thành ra rút cuộc đến quý vị mà mượn loan thì nó phải là cỡ 6-7 chấm trở lên. Tại vì cái này là của... Thì ra hồi xưa cái lúc mà thời Covid á, Fed cứ nói là 0%, đúng rồi, 0% nhưng mà đâu có ai nhưng zero mà mọi người cứ đâu. Nghĩ là 0 không phải, thì nhưng mà lender nó có cái margin của nó, thì là mình vẫn phải là 2 chấm mấy, 3 chấm. Thì ra bây giờ cũng vậy, tuy là nói là 4 chấm mấy nhưng thực sự không phải là còn phải, thực sự là cỡ phải là 6-7 chấm. Thì đó, thì coi như là thì Cục Dự trữ Liên bang mới quyết định đó là sẽ hạ nhiệt lạm phát xuống mức mục tiêu đề ra là
2% thôi, thì họ sẽ ước tính là cho đến năm 2024 thì lãi suất sẽ giảm xuống còn là 3.9%, và năm 2025 thì chỉ còn 2.9% mà thôi. Thì tính ra như vậy là plan, bây giờ cái mình mà có muốn mua nhà, gặp được căn nhà vừa ý thì mình cứ mua, mình cứ expect là cỡ 2-3 năm nữa là có thể refinance căn nhà lại rồi, thì sẽ được một cái giá vừa mua được nhà thấp mà tiền lời cũng được thấp nữa, vậy cũng là cũng có lợi vậy phải không? Mà nhất là trong những thời buổi lúc bây giờ á, là cái giá nhà thuê cao vô cùng, tăng lên. Hôm trước chúng ta có đọc những cái bản tin là tăng lên tới cả 10%, có những nơi còn tăng hơn nữa, nhưng mà người ta tính chung chung trên mặt bằng cả nước á, là nó như vậy. Thành thử ra nhiều người đi làm hãng xưởng không có khả năng để mà afford cho cái tiền rent giống như hồi trước, và những người mà có khả năng để mà chạy theo cái tiền rent mà tăng lên như vậy á, thì họ cũng có khả năng để mua nhà, tức là nó cũng mua nhà luôn rồi. Thành thử ra là lại khiến cho nhiều người suy nghĩ tới việc là ồ thà bây giờ mình cố gắng mình để dành tiền dành dụm để mình mua nhà, rồi mai mốt mình refinance, còn thay vì là mình trả cái tiền rent nó cao quá mà mình cứ phải rent suốt như vậy. Nói về vấn đề rent này, Khánh mới nhớ hôm cách đây 2 hôm có một cô bé cô gọi điện thoại cô gọi mình bằng cô cũng hơi buồn. cô ơi cho em hỏi bây giờ đó là tiền rent thì quá cao nè, mà bây giờ mua nhà thì đúng là em lại không có kiểu như khả năng mà mua một căn nhà mà thành ra hơi khó, thành ra muốn mua nhà mà vừa ở mà vừa cho mướn nữa. Thành ra rốt cuộc là cổ bảo bây giờ chị có thể nghĩ cho em cách nào là em vừa mua nhà mà vừa cho mướn lại vừa túi tiền của em nữa. Tức Nga nghĩ sao Tức Nga? Thành ra rốt cuộc cô nói là tại vì cô hỏi bao nhiêu, hỏi nhiều người rồi, rốt cuộc là ý của cổ muốn là cổ muốn mua cái duplex, là cổ ở một căn kia là cổ sẽ cho mướn để mà cổ có giúp cho cổ tiền mướn nhà, nhưng mà cổ không có thích mua một căn nhà rồi cổ xây cái EDU, cổ muốn sẵn luôn thì mới thấy là mỗi người mỗi một khả năng, mỗi một suy nghĩ. Thật ra quý vị cứ nghe người này nói, nghe người kia nói, nhưng mà thực sự mình phải biết là lắng cái nghe điều con kiện mình, của mình, lắng nghe trái tim điều mình, điều kiện của mình, income của mình có thể làm được như vậy phải không? Chứ đâu phải mua cái duplex giá nó cũng cao lắm, single house nó giá khác mà duplex nó lại giá khác. Thành ra là đâu phải là muốn mua duplex xong rồi để mà share cái phía sau cho mướn. Thì cũng phải suy nghĩ kỹ lại coi đi cho mình thế nào, làm sao, phải không? Thì nói với cái vấn đề đó nó dài lắm, một câu chuyện muôn thuở. Nhưng mà trước khi đến phần bảo trợ thương mại thì chúng tôi sẽ được giới thiệu đến quý vị một số những cái căn listing trong tuần này nha. Em giới thiệu trước hả? Dạ cho rồi, đi, cảm ơn chị. Vâng, và thưa quý vị, chúng ta đến với căn nhà tại Huntington Beach nha. Đó, quý vị thấy căn ở gần biển rồi mà nó còn gần cái con lạch, con lương, có giống như cái con sông nhỏ nhỏ đằng sau nhà nữa, nên thơ vô cùng. Giá chỉ có 1.100.000 thôi, và 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, diện tích ở là 1.480 square feet. Căn này á, nó không có phải là single house nha thưa quý vị, tại vì nó nằm trong cái khu community như quý vị thấy đó. Nó là nhiều cái căn nhà trong cùng một cái khu mà có cái bờ nước và bờ sông á. Dạ, cái căn này rất là đẹp luôn, yên tĩnh. Quý vị có thể thấy gọi là cái view đẹp á. View ngay tại biển luôn, đi ra ngoài biển cũng gần luôn. Dạ, đi ra ngoài biển cũng gần mà ngay sông cũng gần luôn, những có khai giác hay gì, có những cái thuyền nhỏ nhỏ đó thì mình đi cuối tuần nằm ở trên cũng vui nữa. Nhưng mà SOA thì tới 508, tại nó là khu sang, nhưng mà giá thì rất là tốt ngay tại cái khu này, bởi vì rất ít căn ở trong khu này nó list trên thị trường. Thưa quý vị, căn tiếp theo cũng là tại Huntington Beach luôn, và căn này á, giá là 2.475.000. Quý vị thấy cái cách xây và sắp xếp rất là sang, rất là đẹp. Cái hồ bơi không phải là hồ bơi thông thường, mà nó hồ bơi còn có thêm giống như những cái thác nước nhỏ phun như xuống, có cái jacuzzi nữa kìa. Dạ, nó rất là sang. Có thể dễ dàng barbecue, ăn uống, vui chơi. 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, và diện tích ở rất là rộng, tới 3.000 square feet. Diện tích đất là 6.137 square feet. Bên trong bài trí rất là gọn gàng, sạch sẽ, đẹp và sang. Căn này đang list với giá 2.475.000 Mỹ Kim ngay tại thành phố biển Huntington Beach. Ba garage lận đấy. Dạ, đằng sau rất là đẹp luôn á quý vị. Căn này thì là single house, rất là sang.
Đó là hình người ta chụp ban ngày và ban đêm để cho quý vị thấy là căn này nó sang trọng và đẹp như thế nào. Vâng, và chúng ta tạm rời Orange County để chúng ta lên tới Los Angeles. Dạ, xin cho căn nhà ở Monterey Park. Thì căn nhà này không có lầu, giá cũng là 1.299.000, 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm, rộng đến 2.274 square feet. Lot size là 18.399. Nhưng mà mùa hồng, nhưng mà mọi người mới mà biết thành phố Monterey, cái này là trên núi. Thành ra là nó là đất thấy như vậy, nhưng mà thực sự là nó là rừng. Rừng núi hả? Rừng núi. Mình muốn là mình phải khai thác. Thành ra, nhưng mà thành ra nó có một cái view ở phía sau rất là đẹp. Nhưng mà nhà rất là rộng, chắc nhà 2.274 square feet. Dạ. Lot size là 18. Đó, cái view thấy không? Nhìn xuống thì mình có nguyên một cái sườn đồi luôn á. Sang á. Đó, ngồi trên đây đó, ngắm cảnh view vào buổi tối rất là đẹp. Ngắm bình minh hoàng hôn ha. Đây là nhà Monterey Park. Và căn nhà tiếp theo là ở căn nhà ở San Gabriel. Nhìn rất là sang. Căn nhà này giá 1.288.000, 4 phòng ngủ, 3.5 phòng tắm. Nhà rộng là 2.336 square feet và lot size là trên 5.000, các quý vị. Nhà cũng đã sửa sang sạch sẽ hết rồi, chứ là move-in condition. Nhà cũng ở khu North San Gabriel. Rất là đẹp. Nhiều phòng, có phòng làm việc, 4 phòng, 3 phòng rưỡi tắm luôn đó. 3 phòng rưỡi tắm. Rộng nữa, 2.336 square feet là tha hồ. Trong có phòng tắm, trong nhà cũng có cái jacuzzi luôn nữa. Nhìn thấy sang hẳn lên ha. Không, bề ngoài cái cửa trước đã nhìn thấy hoang, đã thấy sang rồi. Không, bây giờ 1 triệu cái giá tiền á, chị biết á, những cái căn ở thành phố giống như ở Westminster Garden Grove đây, căn trung bình đó là cả triệu rồi. Nhưng mà nhìn nó không có được, có những căn ở bên ngoài nhìn không được đẹp vậy đâu. Mà giá nó rất là cao luôn. Bởi vậy chúng ta thấy là giá nhà ngày càng, chứ cô đâu có thấy mà giảm giống như hồi 2008 gì như nghe tin đồn đó, đúng không? Từ từ, nó phải từ từ. Thì bây giờ Fed đang tăng tiền lời lên thì sẽ từ từ nhà sẽ xuống. Dạ, vâng. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình sẽ được tạm dừng trong một vài giây lát để gửi đến quý khán thính giả phần bảo trợ thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại với phần 2 với một số những tin tức liên quan tới vấn đề địa ốc. Xin mời quý vị đón xem.